đó. Con làm business hả? Con đang làm gì đó, con kể mẹ nghe coi. Hả? Sao con chốt deal hả? Con chốt deal hả? Hôm nay được bao nhiêu? Hôm nay được bao nhiêu? Yes. Hôm nay được bao nhiêu á chị? Hả? Hello. Con nói với con chào mọi người đi, con quát quát đi. Quát. Hello mọi người. Hôm nay Max đi làm với mẹ nha. Chào mọi người nha. Hôn mã con hôn mã. Đáng yêu quá. Max đang là rất là doanh nhân nè mọi người ơi. Đúng rồi. Chào. Hỏi tính toán đó, tính toán đó. Like being a big boy? Yes, I like to wear my underpants. How I flush? Flush it. Flush.